kia mới đồ thông hả? Mến chào cô chú anh chị và các bạn thân mến nha. Hôm nay chúng ta muốn chia sẻ đến cô chú anh chị, đây là một cái đồi nằm ở thuộc Vĩnh Cửu Đồng Nai. Đây gọi là gì anh? Đồi thông Lâm Trường miền Đông. Đây là đồi thông Lâm Trường miền Đông nha. Tại sao ở Đồng Nai mà có một cái đồi thông lớn như vậy luôn? Rất là hiếm luôn nha. Chắc cũng ít ai biết được đây. Trời ơi. Đó. Đây, cái đồi thông này lâu lắm rồi nha, 45 năm tuổi rồi. Hiếm hoi nằm ở dưới Đồng Nai, tại vì đường thường đồi thông là nằm ở Tây Nguyên, cao nguyên với lại Đà Lạt rồi, nhưng mà ở đây Đồng Nai là có một cái đồi thông lớn vậy luôn, cũng như cây nào cây nấy to cao chót vót. Cái này của tư nhân hay nhà nước anh? Cái này của nhà nước quản lý. Tuấn ở đây anh rành, vô đây có một cái hồ nữa, lựa đường này luôn ha. Băng qua đây. Ở đây mà làm khu du lịch sinh thái là cũng đúng bài ha. Đây cả nhà thấy không? Đây gần nhà Tuấn luôn cả nhà. Thông thông. Giống cao cao không ha? Giống Đà Lạt không? Thiên đường thông luôn á. Giống y Đà Lạt luôn á, khác gì đâu mà mát nữa nè. Mát mẻ luôn. Đường này là đường mòn nha, rừng. Biển thông báo của dừng ở đây nè. Đây là trạm biển thông báo luôn. Lâm nghiệp Sông Mây nha cả nhà. Nghiệp Đông Nam Bộ đó. Trung tâm nghiên cứu lâm nghiệp Đông Nam Bộ. Thuộc cổ phần tập đoàn Tân Mai. Tân Mai Group. Khá là rộng luôn nha. Biết trên này chắc cũng có sóc có đồ ha. Hồi xưa là nghe nói nhớ là có một cái sới đỏ đen á. Sới đỏ đen là nằm đâu ngay khúc gần đây anh? Sới lắc đĩa. Đỏ đen đi, nói cho dễ nghe. Sới đỏ đen đi. Mé mé thôi. Gọi là chẳng lẽ ha. Chẳng lẽ đó. Đi cho nó nhanh. Chẳng lẽ. Mà là cách đây là chắc cũng phải là gần chục năm nữa ha. Tầm 7-8 năm á. Chục năm có. Là thường là các dân chơi hay hoạt động ở các cái khu rừng này nè. Đó cô chú anh chị. Là vô đây là có những cái ấy, nhưng mà giờ là dẹp hết. Nói chung là Việt Nam mình cũng nghiêm lắm. Là không còn luôn á chứ thay đổi gì. Dẹp hết luôn. Đúng không? Sạch luôn. Đó, xưa là cứ mấy dân chơi là cứ đi vô mấy đường rừng vậy nè cô chú anh chị. Đó. Là có những sới đen đỏ. Đó, trong đây. Ồ, đường này vô khó vô á. Chết rồi. Lầy quá, lầy quá. Không đi được rồi. Hình như là đi một người thì được, xa nữa không ta? Hả? Xa nữa không? Đi vô đó chắc 100 mét rồi. 100 mét à? Anh chạy ở trên là được, chạy từ từ được. Dính lầy nữa. Để em kéo ra. Ướt. Chưa? Chạy tránh giữa. Một mình anh đi được rồi. Đi được khủng chưa? Thôi được, quá khủng luôn. Đó, thì đây là những cái anh em đi khám phá, biết thêm một cái mới rồi cô chú anh chị, ghi hình lại cho cả nhà xem. Xem là để biết là cuộc sống bây giờ thay đổi như thế nào ha. Sống bây giờ mọi thứ đều thay đổi rất là nhanh chóng luôn, như một cơn gió thoảng qua vậy đó. Mới ngày nào đó như vậy rồi bây giờ thay đổi như vậy, quá là chóng mặt luôn của chú anh chị.
hết đường rồi. Cái này là của tư nhân anh, mình vô đây có sao không? Đây bình thường sao đó. Tưởng nó ăn trộm nữa. Kiểm lâm rồi, không ở gần nhà mà. Quen hả? Quen. À, chứ là lạ vô như ở sát vách luôn. Đây, phần đây là hồi xưa là coi như địa bàn của tới. Đây, khu vực này nè, là địa bàn xứ xứ đen đỏ ha. Xuống gần 2-30 mét nữa thôi. Anh Tuấn ở đây nè, anh rất rành. Dân chơi là lên đây là toàn là đi bắt xe đò lên, xe ôm lên không á. Xe du lịch, xe đồ để ở dưới. Ừ. Cũng không? Diễn vãng hay đó. Đó, đấy, những cái đường như vậy nè cô chú anh chị. Diễn vãng để cách trải qua là cả chục năm rồi, gần chục năm rồi. Bây giờ tất cả các những cái điều đó là hết sạch luôn rồi, không còn nữa. Nghĩa sĩ là coi như là coi về vườn hết rồi đó. Về vườn ẩn cư hết rồi. Có người thì cũng không biết sao. Có người còn tồn tại, có người thì cũng về với ông bà luôn rồi. Cái này thì nó vui cho cô chú anh chị chứ không có gì nha. Quay vui vậy, chùa này có một cái mối lớn thôi. Quay lại. Ồ, đi đường vòng lại ha. À, cái đường ngay cái bàn, cái biển. Cái thông quá trời luôn, chim nữa. Chim chóc đầy. Quá trời luôn cô chú anh chị. Được thôi, quay về thôi. Không ý là bây giờ chỗ lúc nó mở đường đi băng qua cái khu nhà mình đó. À. Nó mở con đường 8 mét. Thì cái bìa đồi này nó cao quá, không biết là nó có vượt được không. À. Bây giờ mình quay lại đường chỗ nãy nè. Đường ghê thiệt chứ. Này có đi hồ không? Đi hồ thì đi đường kia. Thôi được rồi. Đi lên chỗ biết cái chỗ đồi thông này. Cái gì đã trải qua bây giờ thấy một đống hoang tàn ha, cái gì cũng vậy ha, thay đổi nhiều rồi. Củ đá tổ ong nữa cô chú chị. Cây thông là càng ngày càng lớn càng cao, con người thì càng ngày càng hao mòn theo thời gian. Yên Sơn là chẳng chạy heo ha. Giải thể rồi. Sao giải thể? Chuyển chủ. À. Đường ghê quá. Ừ. Ủa đường này đường khác hồi nãy mà. Đây nó phân đâu rừng này ra thành 4 rồi. À. Thành 4 ô. À, nằm thông thì đặc biệt là nằm ở trên đỉnh ấy. Đó, thông mà cô chú anh chị. Đây thì đây là ranh giới cho thuê hết lại đây. Đây là cho thuê. Đường này hết vô, thuê và đất này dạng đất trồng cây lâu năm vậy ha. Ờ, đất làm nghiệp. Cục này cũng vắng quá, ít người, lâu lâu mới có người vô. Có xe đi này khả năng là vẫn đi được. Này mới khai thác mà. Rồi đường này là mình đâm ra hồ hả? Ờ, đâm ra hồ. Hồ lớn không? 100 hectare đó. Ừ, ghê ha. Bao la bắt ngát luôn. Hồ này em ở đây bữa giờ đâu biết đâu cô chú anh chị. Nằm giữa những cái rừng tràm có một cái hồ rất là lớn luôn, lớn khủng khiếp luôn. Hiếm ai biết chỗ này đó. Dựng lên để tưới tiêu nông nghiệp. Đá tổ ong không à? Đây. Trong này có một cái trạm gì nè. Có một cái trạm. Đường này đi cũng khá là y như rừng vậy đó. Không thua gì rừng đâu. Mà này gọi là rừng tràm. Kèo. Ở đây có một cái nhà gì nè. Nhà quan.
nhà quản lý hồ, hồ gì đây? Hồ Mo Nang nha cô chú anh chị, đây là hồ Mo Nang nha. Hồ này chắc cũng móc khai phá nó lấy đất này bán hả? Vừa lấy đất bán vừa làm được cái đường luôn. Rất tiện lợi luôn ha, mổ ra làm giống như thấy vậy đó. Ủa đường này ra được luôn anh Tuấn, ra về mình đủ luôn được luôn ha. À, giáp vòng hết luôn, đường ra đi về luôn. Nhảy kiểu nhìn lạ lạ, nhảy giống như cà thọt vậy. Ồ, bịp quá trời luôn. Nãy giờ đi thấy rắn bịp nhiều lắm. Ở đây người ta trồng dừa nữa nè. Cái này là công ty hả? À, này công ty. Đây nó sản xuất gì anh? Này trước nó làm coi như là phần ong mật. À, cái đây công ty ong mật. Rào hết xung quanh là rào bằng tôn hết. Còn đây có cây cao su nữa nè. Đây, cây cao su này. Hai bên rào tôn hết. Chuối nữa, trồng chuối. Trồng chuối nữa nè, rắn mới chết kìa. Phải là ra tới đâu? Đấy. À đây lộ chính luôn hả? Dạ dạ lộ. Chuối quá trời luôn. À chuyển rồi cơ cấu rồi đó. Ừ. Phá cao su để chuối à. À đây có chiếc xe, lâu lâu có một chiếc xe. Đây nói chung cũng đủ thứ chứ đâu thiếu gì đâu. Cao su nè, rồi chuối, rồi chàm. Không thiếu một cái gì hết. Đa năng cô chú anh chị. Thấy đường chính ở hồ đó. Ờ, cả 100 hecta đó cô chú anh chị. Trời ơi. Ồ, cá bự lắm á, cá ngớp quá trời kìa. Đây đây có nhà nè. Nhiều cái chòi cái lá. Đây đây có nhà rồi nè. Ôi, lớn ghê ha. Đây là. Đây là bí đường rồi đó. Hồ sâu nguy hiểm nha. Ôi ây giờ ây này có mất rồi, cam bưởi quá trời luôn. Chung nhai này đường đi đúng không chung? Bít đường rồi, bít đường hả chung? Bít đường rồi. Dạ này hồ mình nuôi cá tham quan xíu giữ trước. Dạ 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 gửi về để cho xe chú má này đi tham quan. Quá lớn luôn rồi. Cá nuôi cá luôn. Cá mới cái đồ. Ôi hồ lớn khủng khiếp luôn cả nhà. Cá quá trời luôn. Cá chép nè, cá phi quá trời luôn. Đây người ta nuôi cá luôn. Vừa để tưới tiêu vừa. Giờ đây là bí đường luôn rồi, bít đường luôn. Đi dạo dạo đây một phút cũng được. Rồi, ok đó. Không ngờ là ở cái đất vùng đất này lại có một cái hồ lớn như vậy mà có hồ này, hồ trên núi nguyên một cái đồi thông. Hồ này, hồ trên núi. Trên đỉnh núi luôn nha. Thì núi này đâu phải nuôi người ta cho ăn đồ. Khá là rộng á. Mà đây thì ít ai biết lắm, vùng này ít ai biết. Rồi, nói chung là cũng được biết được một số đặc biệt ở đây rồi. Khám phá. Rồi, Tuấn xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn thân mến luôn nha. Giờ quay đầu lên thôi. Biết vậy là ok rồi.
giống y như kiểu hồ Sông Mây vậy đó. Ha, rộng cỡ đó đó. Này không bằng một phần hồ Sông Mây nó chạy ra tới chẳng bom rộng. Hồ Sông Mây là cái thế của nó ngoằn ngoèo nhiều. Đây mà sau này mà đường đồ mà xâm lấn nhiều. Có đường ngon lành mai mốt người ta đi câu cá giải trí cũng nhiều đó. Ví dụ. Này mà...